Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến nay cả nước đã có hơn 30 địa phương đã và đang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP theo quy mô khác nhau và chỉ trong một thời gian ngắn với hàng ngàn sản phẩm hàng hóa đa dạng được ra đời, cho thấy sự sáng tạo của người dân là vô hạn. Phát triển kinh tế nông thôn theo OCOP đã và đang tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như giúp xóa đói giảm nghèo. Hiện cả nước có hơn 6.000 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất hơn 4.800 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm. Trong đó, nhóm thực phẩm có 2.584 sản phẩm, đồ uống có 1.041 sản phẩm, thảo dược có 231 sản phẩm. Tuy nhiên, mới có gần 1.100 sản phẩm đăng ký và công bố tiêu chuẩn chất lượng, chiếm 22,52%. 695 sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ chiếm 14,4%. Kết quả này cho thấy hầu hết các sản phẩm dịch vụ trên đều có khả năng dư địa để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và thương mại nếu được chú trọng đầu tư, được chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách bài bản, thống nhất và đồng bộ. Để mà hỗ trợ các cái làng nghề sản phẩm tham gia cái OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng ấy, thì Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại Ninh Bình ấy đã có xây dựng cái kế hoạch để hỗ trợ cho các cái đơn vị mà tham gia cái OCOP xây dựng, thứ nhất là xây dựng cái thương hiệu sản phẩm, hai là tìm kiếm thị trường để hỗ trợ cho các cái đơn vị này tiêu thụ hàng hóa trên cái địa bàn khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trên cả nước. Chúng tôi tập trung vào cái việc thứ nhất là hướng dẫn các cái đơn vị, thứ nhất là phải thực hiện nghiêm các cái nội quy về an vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái sản phẩm được phải rõ nguồn gốc. Một cái việc nữa là phải tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng chế biến các cái sản phẩm mà được chứng nhận là OCOP ở khu vực Ninh Bình. Ở tỉnh Lào Cai, chương trình OCOP ra đời với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn một cách bài bản, có hệ thống, tạo ra giá trị trực tiếp, từ đó thu hẹp và cân bằng khoảng cách kinh tế giữa khu vực nông thôn và thành thị. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2020, huy động từ 50 đến 60% nguồn lao động nông thôn tham gia hệ thống OCOP. Sản phẩm từ nông nghiệp, du lịch, dịch vụ nông thôn đóng góp từ 55 đến 60% tổng sản phẩm hàng hóa trên toàn tỉnh. Để thực hiện hóa mục tiêu trên, Lào Cai tập trung phát triển 6 nhóm ngành hàng gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Tổng số 113 sản phẩm nông nghiệp thuộc 6 nhóm ngành hàng trên. Khi tham gia OCOP, trong giai đoạn 1 từ nay đến năm 2020, 60 sản phẩm sẽ được Lào Cai đầu tư phát triển, trở thành sản phẩm thế mạnh của các địa phương. Địa phương sẽ có cơ chế, chính sách và kinh phí hợp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, cá nhân phát triển sản xuất như xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì, mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến. Với yêu cầu đặt ra là các cơ sở hộ gia đình sản xuất tự quyết định lựa chọn các sản phẩm có lợi thế để đầu tư phát triển, sao cho các sản phẩm có năng suất chất lượng tốt nhất, đảm bảo tăng thu nhập và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay thì chúng tôi tỉnh đã công nhận trên 30 cái làng nghề truyền thống. Thế và sản phẩm ở các làng nghề này thì bây giờ có đến trên 60 cái đầu sản phẩm. Trong đó thì 39 cái sản phẩm mà đến thời điểm hiện tại đã được cái ban chỉ đạo cái sản phẩm OCOP của tỉnh chấm điểm theo cái tiêu chí của chính phủ đã ban hành. Thế và để tìm đầu ra cho những sản phẩm này của tỉnh ấy, thì tỉnh Lào Cai đã có một cái kế hoạch rất là chi tiết, trong đó là vai trò của ngành công thương trong cái hoạt động xúc tiến thương mại là tương đối rõ nét, và tỉnh cũng tập trung những cái nguồn lực nhất định để cho cái hoạt động này. Còn ở tỉnh Yên Bái, đến nay đã hình thành được một số làng nghề như làng nghề miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái, làng nghề tranh đá quý, huyện Lục Yên, làng nghề dệt thổ cẩm xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, làng nghề dâu tằm huyện Trấn Yên, v.v. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm hiện có của các địa phương, tương ứng khoảng 21 sản phẩm, triển khai thực hiện từ 2 đến 3 làng văn hóa du lịch, tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp. Với những tiềm năng lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, thủ công, tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng, triển khai thành công chương trình OCOP nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra sức bật mới góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
tỉnh Yên Bái thì năm 2019 là đưa ra 10 sản phẩm đặc sản của Yên Bái, là đưa đi các hội chợ để giới thiệu và quảng bá. Đấy. Năm nay đối với Yên Bình, đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thì chúng tôi cũng đưa 10 sản phẩm về, 10 sản phẩm đặc trưng của Yên Bái về đến tham gia hội chợ này. Tỉnh Yên Bái đã có chủ trương là xây dựng cái chương trình OCOP, thì chúng tôi hy vọng là sẽ được giới thiệu được sản phẩm của Yên Bái đến với mọi người, đến với người tiêu dùng và đến với các cái đại lý tiêu thụ của trong cả nước. Trên đây chỉ là hai trong số hơn 30 địa phương đã và đang triển khai chương trình OCOP. Tuy nhiên, khi triển khai chương trình này, bên cạnh những thuận lợi, các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai thực hiện ấy, thì đến thời điểm hiện tại đã gần một năm mà thực hiện cái đề án của tỉnh theo chỉ đạo của chính phủ ấy. Thì những cái khó khăn, thách thức lớn nhất đối với Lào Cai ấy, là cái cơ sở sản xuất ở trên địa bàn toàn tỉnh nó tương đối là nhỏ lẻ và nó có cái hoạt động là nó phân tán. Cho nên là bây giờ khi mà triển khai nội dung này ấy, thì tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ sở xuất kinh doanh thì đang tìm cái hướng đi theo cách là phải liên doanh liên kết hoặc là thu hút đầu tư của các cái doanh nghiệp ở ngoài vào. Sản phẩm mà đã đưa ra thị trường ấy, thì nó phải nhất định là các cái tiêu chuẩn đã được đăng ký, nó phải đảm bảo và được duy trì. Cái đấy là cái khó khăn thứ hai. Cái thứ ba nữa ấy, là chất lượng cái nguồn nhân lực ở trong các đồng bào ở địa phương. Cái thứ tư nữa ấy, là những cái sản phẩm của làng nghề thì bây giờ nó không cạnh tranh được với những sản phẩm công nghiệp. Hiện nay thì công ty cũng đang làm đề án dự án để xin chương trình hỗ trợ, vì làm sao cho cái sản phẩm bắt mắt hơn, mẫu mã đẹp hơn, cũng như là về thiết kế nổi bật hơn để mà đem đến cho người tiêu dùng biết đến. Đồng thời cũng mong muốn rằng qua cái chương trình OCOP thì giao lưu kết nối cung cầu những các sản phẩm trong nước được quảng bá rộng hơn. Việc đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi xã phường một sản phẩm giúp tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như giúp xóa đói giảm nghèo. Nhưng việc tìm đầu ra cho sản phẩm cũng là việc làm hết sức quan trọng. Và việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP tham gia hội chợ được xem là một hoạt động thiết thực. Hàng của chúng tôi xuất khẩu đi rất nhiều nước. Nhưng mà mục đích chính là tôi tham gia cái hội chợ này để nhằm quảng bá giới thiệu với các khách trong nước biết đến những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Minh Trang, đồng thời cũng là nhằm đây là một cái mặt hàng cũng muốn giới thiệu cho những người dân Ninh Bình cũng như là các tỉnh lân cận biết đến cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi tham dự hội chợ lần này là để đưa cái sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách thiết thực nhất, và cái sản phẩm của chúng tôi giá rất là cao và đạt chất lượng chuẩn rồi, nhưng mà chúng tôi còn muốn là nâng cao cái sản phẩm đạt chuẩn hơn nữa để đưa được cái sản phẩm mình đến với cả các nước trong khu vực và trên thế giới. OCOP là chương trình phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn nhưng khuyến khích thực hiện ở cả khu vực đô thị, hỗ trợ tích cực để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các bộ, ngành trung ương, các địa phương cần phải có quyết tâm cao để triển khai thực hiện hiệu quả OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp doanh nhân trẻ khu vực nông thôn.